xem coi ở đây họ bán cái gì, vấn đề thực phẩm. Đây là những hàng bánh mì tươi. Bánh mì nhìn rất là fresh các bạn ạ. Bánh mì Hàn Quốc 8.000 đồng một cái. Cái bánh ngọt sừng phô mai. Giờ này là 10:30. Cảm ơn. Nhìn cái
nhìn rất là sạch sẽ các bạn ạ. Thank you.
đi qua một cái làng khác, mình kiếm làng khác nha các bạn. Hẹn các bạn ở cái clip khác nha. Bây giờ cái clip này là coi như là chấm dứt ở đây à. Cái quán này không biết là quán gì nhưng mà họ bán đủ thứ hết, nem chả Việt, món Nam, món Quảng, món Huế, món Bắc đủ hết các bạn ạ. À, ở food court của Dynamo ngon thì không có hẳn là ngon lắm nhưng mà trên trung bình các bạn ạ. À, ăn được rồi. À, xin phép các bạn ha, chào các bạn, hẹn các bạn ở dịp khác.